này thiện hiện sắc cũng gọi là sâu xa thọ tưởng hành thức cũng gọi là sâu xa này thiện hiện nhãn xứ cũng gọi là sâu xa nhĩ tý thiệt thân ý xứ cũng gọi là sâu xa này thiện hiện sắc xứ cũng gọi là sâu xa thanh hương vị xúc pháp xứ cũng gọi là sâu xa này thiện hiện nhãn giới cũng gọi là sâu xa nhĩ tý thể thân ý giới cũng gọi là sâu xa này thiện hiện sắc giới cũng gọi là sâu xa thanh hương vị xúc pháp pháp giới cũng gọi là sâu xa này thiện hiện nhãn thức giới cũng gọi là sâu xa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng gọi là sâu xa này thiện hiện nhãn xúc cũng gọi là sâu xa nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng gọi là sâu xa này thiện hiện các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là sâu xa các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là sâu xa này thiện hiện địa giới cũng gọi là sâu xa thủy và phong không thức giới cũng gọi là sâu xa này thiện hiện vô minh cũng gọi là sâu xa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu xanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng gọi là sâu xa này thiện hiện bố thí ba la mật đa cũng gọi là sâu xa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng gọi là sâu xa này thiện hiện pháp không nội cũng gọi là sâu xa pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn Pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rút giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng gọi là sâu xa.